Xin chào tất cả các anh em cùng quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương để tiếp tục lên đường phục vụ em khách hàng. Và ngày hôm nay thì lên đường phục vụ em khách hàng với dòng sản phẩm vang cửa lái số cao cấp của nhà hàng Đêm Boutique. Đây là phiên bản KM350 Pro V2. Để các bạn em thấy không ạ, đây là một cái phiên bản quá là hot và ngày nào cũng là dường như cũng có anh em khách hàng đặt đơn với phiên bản KM350 V2 này. Và hôm nay thì lên đường những 3 sản phẩm của em khách hàng. Tiếp đây thì em Tùng Audio xin phép làm một video để gửi cho anh em khách hàng đã và đang đặt đơn hàng với mẫu sản phẩm vang cửa lái số Đêm Boutique KM350 Pro ở vang cửa lái số cao cấp đến từ nhà hàng DB. À, khi anh em nhận hàng về chúng ta được quyền kiểm tra hàng, được phép thử hàng, chuyên thanh toán. Đó gì em có thể hỗ trợ trực tiếp khi anh em khách hàng mua hàng và đặt hàng tất cả anh em với phiên bản vang cửa lái số của Đêm Boutique, phiên bản KM350 Pro V2 này. Và ngay bây giờ thì cùng anh em kiểm tra xem các tính năng đặc biệt của dòng vang cửa lái số đứng top 1 thị trường âm thanh là như thế nào nhá. Đặc biệt là với anh em đang tham khảo đến những dòng vang, đặc biệt là đang tham khảo đến dòng vang cửa lái số cao cấp của DB. Với thiết kế phiên bản màu đen mạnh mẽ và phay nhôm, hiện tại thì cũng chưa có phiên bản màu trắng với cái mẫu sản phẩm này. Nên anh em lưu ý cho em có thêm mặt màn hình, nó nằm ngay chính giữa giao diện và tất cả thông số cơ bản rồi là các cái ký hiệu số nó sẽ hiển thị hết trên cái mặt màn hình ở giữa đây. Và các thông số thì sẽ bao gồm là gì ạ? Đầu tiên là cái chế độ lấy tín hiệu nhạc nằm bên góc tay phải màn hình với chế độ Bluetooth, đường USB, đường OPT cổng quang hay là cái chế độ lấy tín hiệu nhạc AUX truyền thống trắng đỏ BGM rồi là VOD, hay là các chế độ âm thanh của hiệu ứng reverb này, reverb time, reverb âm lượng tổng, hay là các cái hiệu ứng reverb delay, repeat, bát trung chép sẽ nằm bên góc tay trái. Và với các thông số chúng ta muốn chỉnh các chế độ âm thanh thì rất đơn giản, các bạn anh em có hai cách chỉnh nhá. Chỉnh tô vít thì các sẽ chỉnh các hiệu ứng âm thanh nằm ngay góc tay trái của các chế độ bát trung chép của phần mic EQ và nhạc EQ đấy, với các hiệu ứng âm thanh bát trung chép từ 57 Hz đến tận là 10 Hz cho anh em chỉnh bằng tô vít hai cạnh. Còn nếu anh em muốn chỉnh các hiệu ứng âm thanh echo reverb thì chúng ta sẽ thao tác trên nút effect edit chỉnh số, và nhấn vào nút effect này thì chúng ta sẽ có một cái khung viền nó nằm ngay bên cạnh cái dòng chữ reverb đây, các bác nhìn thấy đang ở chế độ ký hiệu là 36. Anh em muốn tăng muốn giảm chúng ta xoay cho em nút effect edit nhé, tăng bên phải này, giảm bên trái. Trên mặt màn hình nó sẽ hiển thị ký hiệu số cho anh em biết các thao tác căn chỉnh chế độ âm thanh là như thế nào đấy. Và nhấn một lần nữa chúng ta sẽ chuyển sang chế độ repeat delay để chỉnh hiệu ứng âm thanh echo đấy. Các dạng bát trung chép cũng vậy các bác nhá, các bác muốn tăng muốn giảm chúng ta xoay cho em nút edit effect edit này, nó rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Em thấy là nhiều bác nhận hàng về chúng ta chỉnh được ngay. Còn trước mắt khi nhận hàng về là bên em sẽ hỗ trợ setup bằng cài đặt trước cho anh em các hiệu ứng âm thanh tốt nhất, kể cả echo, reverb hay các dạng bát trung chép, bên em sẽ hỗ trợ setup bằng cài đặt luôn cho anh em. Nên khi nhận hàng về các anh em cũng không cần phải thao tác quá nhiều. Đây là một trong số ít những dòng vang mà có đến 16 tính năng new mode, và thậm chí là phiên bản đầu tiên có lưu được 16 chế độ tính năng để anh em có thể lưu được lại các cái tính năng đã tinh chỉnh. Trừ vang số ra thì vang cơ hay là cơ lái số thì ít dòng làm được lắm các bạn. Và phiên bản này thì lưu được đến 16 cấp độ các bạn. Các bạn giữ cho em nút effect edit trong khoảng 3 đến 5 giây thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra cái mode và anh em đang để ở chế độ mode 1. Chế độ mode 1 đây, anh em có thể chuyển sang các chế độ mode 2, mode 3, 4, 5, 6 đến 16 mode các bạn nhá. Đây là một cái tính năng rất là hiện đại xuất hiện trên dòng vang cơ lái số DB Boutique KM350 Pro V2, và nó cũng là một cái điểm khác biệt so với những dòng vang cơ lái số còn lại của tất cả dòng vang cơ lái số trên trường này. Đấy, một cái tính năng rất là hiện đại. Và khi mà chúng ta muốn sử dụng đơn giản hơn thì khi nhận hàng về là bên em đã hỗ trợ setup và cài đặt cho anh em các cái mode âm thanh rồi, ít nhất là anh em sẽ được cài cho 1 đến 2 mode. Và nhận hàng về các anh em chỉ cần thao tác trên 4 phím tính năng đơn giản dễ dàng sử dụng với 4 phím tính năng thích biệt: âm lượng tổng nhạc, âm lượng tổng mic, echo rồi và reverb rồi. Đấy, chỉ cần thao tác trên 4 phím tính năng thì thôi để các anh em có thể trải nghiệm âm thanh tốt nhất với các hiệu ứng âm thanh rồi. Anh em muốn nghe nhạc nhiều hơn, âm thanh nhạc anh em vặn cho em âm lượng tổng nhạc, trên mặt màn hình sẽ hiển thị hiệu số này. Hay muốn mic lớn lên chúng ta vặn cho em âm lượng tổng mic, hay là muốn nhiều echo hơn hát ít reverb đi chúng ta lại vặn nhỏ reverb, muốn tăng echo lên chúng ta vặn để cho em echo. Rất là đơn giản, không có gì khó khăn. Và đây là thiết kế phía mặt sau đến từ Đêm Boutique KM350 Pro V2. Khi em nhận hàng về chúng ta sẽ có rất nhiều các đường cộng ca lông để cắm các thiết bị âm thanh SRSN Rainet cho anh em cắm ca lông này, thêm red out phát ra trim, sử dụng đầy đủ các chế độ cắm mic, anh em cắm mic dây, mic không dây ở phía mặt sau với mic 1, mic 2. Đấy, và toàn bộ tính năng em cũng đã review sơ qua cho anh em mẫu sản phẩm này. Và mặc dù là em Tùng cũng có làm rất nhiều video về dòng Đêm Boutique KM350 Pro V2 thôi, nhưng hôm nay thì cũng lên được phụ em khách hàng với ba bác đã lựa chọn phiên bản Đêm Boutique KM350 Pro V2 ở đây để cùng anh em trải nghiệm âm thanh lại một lần nữa đến từ thế chất lượng âm thanh với một dòng Đêm Boutique KM350 Pro V2 nhá. Đầu tiên thì cùng anh em nghe chất lượng âm thanh tiếng mic tiếng lời nào. Một hai năm sáu bảy tám chín bảy
9977. Ở đây. Và anh em thấy thế nào ạ? Với chất lượng âm thanh của giải Echo khá là dày đúng không ạ? Đây là một trong những hiệu ứng âm thanh vô cùng hiệu quả cho anh em có cái giọng hát lịnh tiếng. Đấy, nó hỗ trợ cho những bác mà hát kém, hát yếu đây. Và cái hiệu ứng âm thanh Echo rất là cần thiết, có một cái chế độ ngọt ngào, êm ái, dễ chịu, độ lịnh tiếng đến từ tính năng Echo. Và nhiều hơn nữa anh em có thể khởi động thêm tính năng reverb. Ở đây chị em đang tắt bớt reverb đi. Và bây giờ thì em vặn thêm một chút reverb lên thử cho anh em nhá. Đây 1 2 3 5 6 7 7 8 9 7 7 5 5 6 7 7 8 9 7 7. Đã chuyên nghiệp hơn rồi đúng không ạ? Khi mà chúng ta kích hoạt thêm hiệu ứng reverb nó sẽ làm nổi bật cái giọng hát thật lên. Và đó chính xác là những gì mà anh em cần có trên những phiên bản Vocaloid số cao cấp đến từ nhà hãng DB. Đặc biệt là với phiên bản Vocaloid số KM30 Pro V2, một trong những dòng vang mà chỉnh được rất chi tiết và hiệu quả với cái chế độ âm thanh ngọt ngào, dễ chịu và đứng top 1 cũng xứng đáng thôi. Và không chỉ là hỗ trợ trong việc là chúng ta hát cao kỳ gia đình đâu, khi nghe nhạc với dòng DB Boutique KM30 Pro V2 thì sao ạ? Cũng rất là tuyệt vời, và cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh nhạc đến từ phiên bản này nhá. Tiếng mic tiếng lời đến được dòng vang DB Boutique KM30 Pro V2 rồi. Anh em còn ý kiến đóng góp hay còn đánh giá gì không ạ? Có thể comment phía dưới phần bình luận của video. Và ngày hôm nay thì cũng tiện lên được phụ án khách hàng với rất nhiều trang bị âm thanh, trong đó có phiên bản vang cửa số cao cấp của nhà hãng DB Boutique KM30 Pro V2. Và hiện tại thì có anh em đã thấy là em Tùng đã thông báo về cái lô hàng mới đây rồi, phục vụ anh em với mức giá khuyến mại vô cùng đặc biệt. Nếu anh em có nhu cầu liên hệ ngay theo số điện thoại 0979629336 để đặt hàng sớm nhất và hưởng ngay mức giá ưu đãi rất là thuận lợi bên cửa hàng Tùng Audio khi anh em đặt hàng với phiên bản DB Boutique KM30 Pro V2 nhá. Xin chào anh em.